để chia cho từng đội của chúng ta. Xin mời cỏ buôn khám chưa và chúng ta đốt lửa lên cái phòng của mình. Em đã bỏ qua là ta bỏ mình lắm. Đột lên nào. Thank you.
cầu thì sẽ cung cấp nhu cầu cho ha. Đồng nào đến đây chắc cũng mát hết tất cả mọi thứ. Chúng ta chưa có hàng là chúng ta thiếu, đến liên hệ ngay với nhà bếp cung cấp. Còn tất cả những làng mà chúng
chúng ta đã chia ra rồi thì chúng ta kháng trương để chúng ta chọn thức ăn cũng như nướng các món thịt mà chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta cũng kháng trương một tí. Xin mọi người mỗi tay chúng ta sẽ giúp cho cái tổ của mình chúng ta làm kháng trương ha. Đem đến giáo xứ chung vui thôi. Rồi sau đó giáo xứ sẽ hỗ trợ một phần nào về thức ăn để chúng ta ăn chung với nhau, tình huynh đệ, chứ không có tổ chức riêng một ai hết. Cho nên là khi chúng ta đã chia ra từng tổ rồi thì chúng ta sẽ làm tròn cái tổ của mình, cái trách nhiệm của mình. Và sau thức ăn xong rồi chúng ta mời các đội bạn đến giao lưu với cái khu vực của mình. Cũng như các giáo xứ bạn, chúng ta có thể dùng tiệc ở dưới sàn nhà thờ, bàn gỗ đã sẵn rồi. Xin mời tất cả quý vị khẩn trương và nhanh chân để chúng ta mời cha chánh xứ, cha cầu nguyện và thánh hóa bữa ăn cho giáo xứ của chúng ta bắt đầu. Công chiêm tập thiên kế tập hòa sơi ha, mừng ngày nay âm.